kinh doanh online thì nên bán gì? Top 10 mặt hàng hot nhất 2024. Bán hàng online nên bán gì chạy nhất? Bán gì trên mạng lời nhiều? Bán gì chạy nhất hiện nay? Là những băn khoăn và trăn trở của nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trong thời buổi thương mại điện tử đang lên ngôi. Vậy đâu là những mặt hàng phù hợp nhất để bán hàng online ra lợi nhuận nhanh chóng? Hãy cùng tìm hiểu với Hoa Nam nhé! 1. Thời trang. Các mặt hàng quần áo được xem là những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay vì tính phổ biến và cần thiết của con người trong thời đại chú trọng vào hình thức ăn mặc như hiện nay. Mặt hàng này có đa dạng mẫu mã, màu sắc, kích thước với giá cả từ bình dân đến cao cấp cho khách hàng thoải mái chọn lựa. 2. Mỹ phẩm. Nhu cầu làm đẹp hiện nay đang dần tăng cao, không chỉ là ở phụ nữ mà các cánh mày râu cũng quan tâm không ít. Do đó, mỹ phẩm cũng được xem là nhu cầu thiết yếu của hầu hết khách hàng trong thị trường mua sắm trực tuyến hiện nay, nên đây là mặt hàng kinh doanh đầy tiềm năng mà bạn có thể tham khảo. 3. Sản phẩm chăm sóc trẻ em. Các sản phẩm chăm sóc em bé từ lâu đã trở thành nhu cầu thiết yếu và không thể thiếu đối với các bậc cha mẹ. Điều này có nghĩa đây là những mặt hàng sẽ không bao giờ lỗi thời, đảm bảo khả năng ra đơn ổn định, nếu kết hợp với bán online có thể sẽ mang về thêm nguồn lợi nhuận đáng kể. 4. Đồ handmade. Nếu bạn chưa biết buôn bán mặt hàng gì chạy nhất hiện nay thì đồ handmade chính là một gợi ý nên thử. Sản phẩm handmade được xem là một trong các mặt hàng kinh doanh online ít vốn nhưng lại có khả năng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Vì tính chân thật về chất lượng, mẫu mã và độ an toàn của sản phẩm được đảm bảo cao. 5. Đồ ăn vặt. Nếu bạn là một tín đồ đam mê ẩm thực thì bán đồ ăn online cũng sẽ là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Những món ăn có thể bán online như que cay, bánh tráng, khô các loại, snack, trái cây sấy. Có hạn sử dụng khá lâu, ít bị hư hỏng. 6. Sản phẩm dành cho thú cưng. Ngày nay nuôi thú cưng cũng trở thành một xu hướng phổ biến, kéo theo nhu cầu mua sắm vật dụng cho thú cưng cũng tăng đáng kể. Các mặt hàng thú cưng ít vốn, lời cao mà bạn có thể cân nhắc là quần áo, thức ăn, vòng cổ, máy tỉa lông. 7. Giày dép. Nếu bạn đang chưa biết bán hàng online nên bán gì thì ý định kinh doanh các sản phẩm giày dép là một gợi ý không tồi vì đây chính là một trong các mặt hàng bán online chạy nhất hiện nay. 8. Tấm pin năng lượng mặt trời. Ngày càng có nhiều người đầu tư tiền vào các tấm pin mặt trời do tính thân thiện với môi trường và khả năng cung cấp điện miễn phí. Khi ý thức về môi trường của con người ngày càng tăng, nhu cầu về pin năng lượng mặt trời sẽ ngày càng phổ biến. Chính vì vậy đây là thời điểm lý tưởng để bạn bắt đầu bán các tấm pin mặt trời. 9. Máy chiếu di động. Máy chiếu di động là một trong những mặt hàng bán chạy nhất hiện nay. Máy chiếu di động đã giúp cho mọi người có thể thuận tiện xem phim dù ở bất kỳ đâu mà không cần mang theo màn hình cồng kềnh. Với máy chiếu di động tất cả những gì bạn cần chỉ là một bức tường chống và một chiếc máy chiếu nhỏ. 10. Túi sách và ví da. Khi tìm kiếm mặt hàng nào bán online chạy nhất hiện nay thì bạn sẽ dễ dàng bắt gặp ngay các sản phẩm túi sách và ví da. Các mặt hàng có vốn nhập hàng thấp nhưng được xem là vật bất ly thân của con người trong thời buổi hiện nay. Được xem là các mặt hàng lý tưởng để bạn kinh doanh. Đây đều là những mặt hàng hot để bạn có thể lựa chọn để kinh doanh online. Những mặt hàng này tại Trung Quốc có giá rất hợp lý, đa dạng mẫu mã và chất lượng tốt. Quan trọng là bạn phải tìm được nhà cung cấp uy tín, nguồn hàng tốt và kết hợp với những chiến dịch marketing phù hợp sẽ giúp bạn kinh doanh thành công. Nếu bạn muốn nhập hàng Trung Quốc, Hoa Nam sẽ hỗ trợ bạn tìm nguồn hàng và vận chuyển hàng hóa an toàn về Việt Nam.